Đậu vẫn chưa nấu nhừ. Có đồ để ăn đã là tốt lắm rồi, còn kén cá chọn canh nữa. Đúng thật là. Nương tử, đợi ta với. Đợi ta với. Má tiểu thư, đại ân không cần báo. Ta thắng chắc rồi. Diệp Khai, tiểu tử ngươi có ngày hôm nay. Hôm nay ta sẽ dùng mộ dung kiếm pháp này khoét cho ngươi mấy cái lỗ trong suốt. Đến đây. Đẹp lắm. Tiểu tử ngươi cũng biết tránh nhỉ. Nào xem đây, nữa đi. Mộ Dung công tử, đến đây. Nhảy cao đấy tiểu tử. Ngã đau rồi hả? Ngươi nhảy lên thêm cái nữa xem. Không nhảy, không nhảy. Ta coi ngươi còn tránh kiểu gì. Mộ Dung công tử, ngươi bị muỗi cắn hả? Ta liều với ngươi luôn. Ngươi làm sao thế Mộ Dung công tử? Đừng khách sáo chứ. Tên tiểu tử ngươi dám chơi lén ta. Có cái gì đâu. Coi ta đâm chết ngươi đi. Đừng khách sáo chứ Mộ Dung công tử. Mau cho ta thử xem Mộ Dung kiếm pháp thật sự đi. Diệp thiếu hiệp, chút bản lĩnh của ta cũng chỉ để ức hiếp mấy cái lão bách tính bình thường thôi, sao có thể đỡ với ngươi được. Hơn nữa bây giờ xích của ngươi cũng tháo ra rồi, hoạt động rất là thoải mái. Vậy thì không công bằng. Ta nhận thua. Mộ Dung công tử, Mộ Dung kiếm pháp của các người lấy một địch trăm, một kiếm là có thể khoét được mười mấy lỗ rồi. Ta biết rồi. Các người chê ta võ công tầm thường nên không chịu dốc sức, có đúng không? Được rồi, ta sẽ tăng thêm sức. Nhất định là phải được nhìn thấy Mộ Dung kiếm pháp. Tiểu thư, không vội. Tiểu thư, đánh tiếp sẽ mất mạng đó. Diệp thiếu hiệp, xin hãy nương tay. Thế thì không được. Dạng mã đường của các người có quy tắc. Đến trường quyết đấu chỉ có được một người sống. Phong thúc, dạng mã đường của chúng ta có quy tắc này thật sao? Phải.
Vậy ta không tiện nói nhiều nữa rồi. Cha ta không có ở đây, ta phải lấy mình làm gương. Trước đây là do Phong Mẫu không đúng, mong tiểu thư lấy đại cục làm trọng. Diệp thiếu hiệp có võ công cái thế, hôm nay khiến cho bọn ta mở mang tầm mắt. Chỉ là Mộ Dung công tử là khách của Vạn Mã Đường ta, mong thiếu hiệp dừng lại tại đây. Nếu huynh chịu thả hắn ra, muốn thưởng thế nào ta đều sẽ cho huynh. Đúng đúng đúng, có thể là cho ngươi hết, cho ngươi hết. Ta muốn thứ gì à? Vừa đánh vừa nói đi. Ta thay huynh nghĩ ra một thứ, huynh xem thử thế nào. Kiếm pháp của Mộ Dung gia được xưng là lấy một được trăm. Hôm nay huynh đã đánh thắng Mộ Dung kiếm pháp, ta sẽ coi như huynh đã đánh bại 100 kẻ địch trên trường quyết đấu, thả cho huynh rời khỏi Vạn Mã Đường thấy thế nào? Cái này à, đạo lý này nói rất chính xác. Được thôi, Mã đại tiểu thư đã xin giúp ngươi, thì hôm nay ta sẽ tạm tha mạng cho ngươi. Vâng. Nhưng ngươi nghe cho kỹ đây, từ nay về sau bất luận là chuyện gì cũng không được làm khó Mã tiểu thư. Nếu không, quyền cước của ta sẽ đến bất cứ lúc nào. Ta hứa với ngươi, ta hứa với ngươi hết. Mã Nô chết tiệt. Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết, ngươi ra đây cho ta. Phó Hồng Tuyết, ngươi lăn ra đây cho ta. Mã tiểu thư, đừng gọi nữa. Nếu như hắn ở gần đây, chắc chắn đã nghe được từ lâu rồi. Không biết là tại sao, ta luôn cảm thấy Phó Hồng Tuyết chưa hề chết. Đúng thế, mạng của tên tiểu tử đó cứng như vậy, không đáng chết ở nơi này. Tiểu tử đừng đánh nữa, cùng Tần Thúc đi uống rượu đi. Thắng thua vẫn chưa phân định. Ta biết rồi, con vừa học trộm chiêu thức của ta có đúng không? Không phải là học trộm chiêu thức, ta chỉ là đang nghiên cứu sơ hở trong đó. Nói đùa, chiêu thức của ta sao có thể là có sơ hở được? Trên đời này vốn không có chiêu thức gì là thập toàn thập mỹ. Hơn nữa, ta đã nhìn ra được sơ hở trong chiêu thức của Thúc rồi. Lần này ta thắng rồi. Được, ta xem con làm thế nào phá chiêu thức của ta. Thế này sao có thể? Thu Nguyệt vô ngân của ta sao lại có thể bị tìm ra kẻ hở được? Không thể nào, không thể nào. Thật ra ta hoàn toàn không nhìn ra sơ hở của Thúc. Ta vừa rồi là cố ý nói như vậy, bởi vì Thúc quá để ý đến lời của ta nói, cho nên vừa mới ra tay chậm đi. Tần Thúc, ta đã thắng rồi. Thúc phải thực hiện lời hứa của mình, dẫn ta đi Thông Thiên Môn. Tần Thúc, Tần Thúc, Tần Thúc, Thúc đã từng đồng ý với ta, chỉ cần ta đánh thắng được, Thúc liền đưa ta đi Thông Thiên Môn. Ta từng đồng ý với con sao? Ta bệnh đau đầu của ta lại tái phát rồi. Ta không nhớ nữa, không nhớ nữa. Thúc, Thúc sao có thể nói lời mà không giữ lấy lời như thế được? Ta chính là không giữ lấy lời đấy, con có thể làm gì được ta? Được, vậy ta tự mình đi. Sao con hồ đồ thế? Thông Thiên Môn con căn bản là không thể xông vào. Đi được vào cũng chính là tìm đường chết. Ta không thử làm sao biết? Nhìn sáu người bạn của ta mà con còn không biết sao? Bọn họ không thể đi vào không có nghĩa là ta không thể đi vào. Con thật là hồ đồ đấy. Con làm gì vậy? Đây đều là rượu ngon mấy trăm năm của ta. Rượu ngon mấy trăm năm thì đã sao? Rượu mấy ngàn năm thì như thế nào? Đồ ở đây chẳng qua chỉ là đồ bỏ đi. Đừng đập nữa. Những cái này đều là mạng sống của ta mà. So với việc sống ở đây như con sâu cái kiến còn không bằng chết đi cho xong. Nếu ngươi còn đập nữa, ta liều mạng với con. Come on.
rủ cô ta. Rượu của ta, rượu của ta. Rượu của ta. Tần Thúc, chỗ rượu này đều là để cho người chết uống. Thúc là người sống, còn đường đường là hộ pháp của bang y giáo, Thúc không nên sống ở đây. Tần Thúc, chúng ta cùng nhau đi đi. Bất kể nó là thiên thông môn gì đó, người, nếu người cứ khăng khăng muốn đi thì ta đành phải liều cái mạng già này cùng xông ra với ngươi mà thôi. Tần Thúc, Thúc đi đâu vậy? Dù sao cũng không thể tay không mà đi thông thiên môn được. Ta phải đi tìm hai binh khí tốt cho hai chúng ta. Ngươi cũng nhân lúc này mà điều dưỡng thân thể cho tốt. Thông thiên môn không giống như ta hạ thủ lưu tình với ngươi như vậy đâu. Vậy ta ở gian hầm đá đỡ Thúc. Mã Nô chết tiệt! Mã Nô chết tiệt! Ngươi lăn ra đây cho ta. Kỳ lạ, liệu có phải là tên tiểu tử này đã chui xuống làm đất làm ông thổ địa, không muốn ra ngoài nữa rồi không? Thời gian không còn sớm nữa, không bằng chúng ta quay về trước đi. Phó Hồng Tuyết, ngươi nghe rõ cho ta, cả đời này ngươi phải là nô lệ của ta trên thế gian này, không cho ngươi nghe lời người khác, chỉ cho ngươi nghe theo lời của một mình ta thôi. Bây giờ ta không cho ngươi chết, ngươi phải tiếp tục sống cho ta. Mã tiểu thư, không biết có nên hỏi câu này không? Huynh hỏi đi. Sao từ trước đến giờ chưa nghe nàng nhắc đến mẹ của nàng? Mẹ của ta khi ta 5 tuổi đã qua đời rồi. Vậy có thể hỏi lệnh đường đã chết như thế nào không? Được rồi, là do ta nhìn nhầm người. Ta đã từng tưởng rằng ta và cô ta thân thiết nhất trên thế gian này, nhưng sau này mới phát hiện ta vốn
Dạ Minh Châu. Viên châu báu đáng quý như thế này chắc chỉ có lúc hạ táng Lý Dương mới có tư cách ngậm trong miệng. Người này là ai? Có biết đây là nơi nào không? Chắc là lăng mộ một quân vương. Đúng vậy, nhìn đi. Con có muốn mở chiếc quan tài này xem người nằm trong quan tài là ai không? Chẳng qua chỉ là một thi thể đã thối rữa, không có gì đáng nhìn. Con nói đúng, nói đúng. Đây là một lăng mộ. Đây là lăng mộ Chu U Cơ Cung Sanh. U Dương lúc sinh thời bạo lực tàn nhẫn, khiến trời oán người giận. Ông ta sợ sau khi chết có người bất kính với thi thể, đã tạo ra lăng mộ này. Lẽ nào người này chính là chủ nhân lăng mộ này, U Vương Cơ Cung Sanh? Vậy sao mấy lại ở đây? Tần Thúc. Là Thúc sao? Bây giờ, người nằm ở dưới phiến đá này là U Dương. Vậy người nằm trong quan tài là ai? Con ơi, con ơi. Tần Thúc, sao con lại ở đây? Ta còn tưởng con ở hang đá. Ta muốn trước khi đi tạm biệt chủ nhân lăng mộ này. Con mở quan tài rồi à? Chưa ạ. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, mau đi theo ta. Đi nào. Đi lên phía trước là Thông Thiên Môn rồi. Từ bây giờ, mỗi bước đi thêm đều vạn phần nguy hiểm. Bốn phương tám hướng sẽ có vô số ám khí bay qua. Nhớ kỹ, không được hoảng loạn. Bất luận xảy ra chuyện gì, có ta yểm hộ, hiểu chưa? Ta biết rồi. Tần Thúc, Thúc làm gì vậy?
Ta đã nói với ngươi rồi, không ai có thể thoát ra khỏi nơi đây. Người nào vào đây đều phải chết. Thúc thực sự là muốn cả đời nhốt ở trong này sao? Im miệng đi tiểu tử. Nể tình chúng ta là đồng môn, ta năm lần bảy lượt khuyên ngươi, nhưng ngươi lại khăng khăng cố chấp đi theo con đường đen tối. Là ngươi ép ta, là ngươi ép ta. Tần Thúc, sáu người bằng hữu của Thúc căn bản không phải là bị giết bởi ám đạo cơ quan của Thông Thiên Môn mà là bị Thúc giết. Bây giờ ngươi mới biết thì là quá muộn rồi. Còn nữa, người phụ nữ trong quan tài là ai? Là ai? Ngươi quả nhiên đã nhìn thấy người phụ nữ trong quan tài rồi. Ta càng không thể để cho ngươi sống. Tần lão gia cần gì phải ép nhau thế? Diệp Khai, ngươi là ai? Ta là Diệp Khai. Diệp Khai là lá, Khai là khai tâm vui vẻ. Diệp Khai, huynh đến đây làm gì? Nhớ huynh quá nên đành vượt ngàn sông giảng núi đến đây để tìm huynh. Trước đây ngươi luôn mờ ám đi theo ta, có phải là huynh không? Không sai, lúc đó ta đang bận tìm manh mối nên mới không kịp chào hỏi huynh. Hắn là bạn hữu của ngươi hả? Không phải. Đúng. Nói bậy, có thể đến nơi nguy hiểm như vậy để cứu ngươi, chắc chắn là bằng hữu của ngươi. Tần lão gia tử, nếu không đoán nhầm, năm đó ông đã bị rơi xuống đây, cũng có một người không bằng sống chết đến cứu ông. Chỉ tiếc là bây giờ người đó đang nằm trong quan tài băng của U Vương. Ngươi đang nói bậy gì thế? Lạc Nhạn phái nữ hiền Lan Tiểu Song, ngươi đang nói bậy, ta sẽ cắt lưỡi của ngươi. Năm đó thần Đao Môn của Bạch Thiên Tập đề nghị muốn hóa giải hận thù với ma giáo, mời ma giáo đến làm khách. Nhưng đa số người của ma giáo có thành kiến rất nặng với võ lâm của Trung Nguyên, nên ai không đồng ý làm chuyện đó. Duy chỉ có ông Phạm Thiên Hộ Pháp Tần Vô Thành chủ động xin đi giết giặc, vì trong lòng ông giấu một bí mật. Ông và Lạc Nhạn phái nữ hiệp Lan Tiểu Song là tình nhân, nhưng người của ma giáo với nhân sĩ của võ lâm Trung Nguyên kết hợp với nhau. Nếu bí mật này bị tiết lộ, bất luận người của ma giáo là ông hay là người của võ lâm Trung Nguyên là bà ta, đều sẽ phải chịu ngàn lời chửi rủa. Nên hy vọng duy nhất ông có thể gửi vào ma giáo thật sự có thể lấy thần Đao Môn làm điểm yếu của võ lâm Trung Nguyên mà phá băng. Nhưng ông lại thích bị người của thần Đai Môn tính kế nhốt ở đây. Lúc đó ông mới biết cả đời này sẽ không thể quang minh chính đại ở bên Lan Nữ Hiệp. Nhưng cái ông không ngờ đến, Lan Nữ Hiệp lại thăm dò tin tức của ông khắp nơi, tìm đến đây mong được gặp lại ông. Người làm sao biết được mấy cái thứ này? Trên đời này có mấy chuyện có thể giấu được ta? Con người ta thích đi hóng mấy cái chuyện vặt vãnh. Mấy ngày trước ta nghe được một chuyện lớn ở một thôn gần đây. Cứ ba ngày năm bận lại bị ma quỷ lộng hành. Con ma này tuy tướng mạo xấu xí nhưng lại không làm hại người, chỉ là chuyên đi trộm gia cầm thôi. Ta đoán con ma này nhất định là ông Tần lão gia tử nhỉ? Tần Thúc, thì ra Thúc đã sớm phá cửa thông thiên xông ra ngoài rồi. Chắc chắn là ông với Lan Nữ Hiệp cùng nhau phá. Nhưng sau khi các người ra khỏi cổ mộ, phát hiện cảnh ngộ ở bên ngoài lại khó khăn hơn trong này cả trăm lần, thế là các người lại trở về cổ mộ, vốn muốn sống một cuộc sống cách biệt với thế giới bên ngoài, sống nốt phần đời còn lại. Nhưng lại phát hiện một chuyện ngoài ý muốn thay đổi tất cả. Không sai, điều là do Lộc Chi Minh thích lo việc rảnh rỗi. Hắn một trong tứ đại hộ pháp của bang y giáo, cũng là bằng hữu tốt của ta. Hắn từ chỗ thần Đao Môn biết được tung tích của ta, xuống cổ mộ cứu ta. Nhưng hắn phát hiện ra Tiểu Song ép ta phải lựa chọn, hoặc bang y giáo hoặc Tiểu Song. Đương nhiên là ta chọn Tiểu Song rồi. Nhưng mà hắn muốn về bẩm báo với giáo chủ, thế là chúng ta liền ra tay. Tiểu Song vì bảo vệ ta chết trong lưỡi đao của Lộc Chi Minh, ta cũng giết chết người bằng hữu tốt nhất của ta. Hôm đó ba người chúng ta biến thành giả thú.
E đây là chỉ là bắt đầu. Ông để thi thể của Lan Nữ Hiệp đặt trong quan tài băng của U Dương, làm bà ta không bị tan rửa ngày ngày ở trong này 20 năm nay. Cứ cho người xông vào đây, ông đều giết sạch. Ông sợ người ngoài biết ông và Lan Nữ Hiệp ở đây, nên cái cửa thông thiên mà họ gọi chính là ông. Không sai, ta là người của ban y giáo, nhưng ta hận ban y giáo, là họ đã hại ta rơi vào nước này. Còn cả hai người các ngươi, ta đánh bên trái, Quỳnh đánh bên phải. Tại sao ta phải nghe Quỳnh? Hai người của các ngươi đừng ép ta. Quỳnh muốn thoát ra khỏi đây, tốt nhất là nghe ta. Ai cũng đừng hòng đi. Các ngươi hôm nay đừng hòng thoát. Tần Thúc, đi chết đi. Chỗ này sắp sập rồi. Phó Hồng Tuyết chạy đi. Tần Thúc, Tần Thúc chạy đi. Phó Hồng Tuyết, Tần Thúc cùng đi với chúng ta. Ta không đi, để cho ta chết trong này. Tần lão gia tử, chuyện của ông ta đã bảo là không tiết lộ, ta sẽ giữ bí mật cho ông. Ta còn có thể đi đâu? Thế giới bên ngoài quá rộng. Ở đây có tất cả của ta, có tiểu sông của ta. Phó Hồng Tuyết, còn mau đi đi. Đừng quên những lời người từng nói. Tần Thúc, còn có một mối hận thù sâu đậm ở đằng sau ngươi. Mà Thúc Ý muốn, từng ở trong ban y giáo, ngoài giáo chủ ra, Thúc Ý là người có võ công cao cường nhất. Thế gian này có rất nhiều thứ càng dễ dàng giết một người hơn là tuyệt thế võ công. Thứ gì? Trên người Quynh đã có thứ này rồi, Quynh hà tất phải hỏi ta chứ? Quynh có phải là người của ma giáo không? Chuyện này không liên quan đến Quynh. Đừng có căng thẳng, ta chỉ là một lãng tử vô danh, tiểu tốt tất cả các môn phái. Võ lâm ở Trung Nguyên đều không có liên quan gì đến ta. Tại sao Quynh phải đi theo ta? Bởi vì chúng ta là bạn bè, ta thật sự rất muốn giúp Quynh. Thứ nhất, chúng ta không phải là bạn bè. Thứ hai, ta không cần sự trợ giúp của Quynh. Nhưng ta không hy vọng Quynh trở thành một Tần Du Thành tiếp theo. Tên nô tài đáng chết. Tên bá nô đáng chết nhà ngươi, lại dám chạy trốn ngay trước mặt ta. Trên dưới vạn mã đường có mấy trăm mã nô, nếu như mỗi một người chạy trốn đều khiến cho mã tiểu thư đích thân bắt lại, vậy há chẳng phải là khiến cho cô hao tâm tổn sức? Ta đúng là phải hao tâm tổn sức, chỉ có điều không phải là vì họ. Ngươi đứng lại, ta bảo đứng lại, ngươi có nghe thấy không? Mã tiểu thư, cô hãy nghe cho kỹ đây. Bất luận cô muốn làm cái gì, tôi có thể nói cho cô, cô sẽ không có được bất cứ thứ gì từ trên người tôi đâu. Phó Quynh, nói thật lòng, Quynh nên cảm ơn Mã tiểu thư. Nếu như không phải là cô ấy, ta có thể sớm đã tự bỏ việc cứu Quynh rồi. Nói không chừng bây giờ Quynh vẫn còn đang ở trong cái cổ mộ đấy.
Ta thật sự hối hận không một đao chém chết ngươi. Chuyện khiến người ta hối hận không chỉ có vậy. Ta nói hai ngươi đều là người nóng tính, hãy mà gặp mặt là lại cãi nhau. Chúng ta đều đã rơi vào tình cảnh bán sống bán chết rồi thì đừng có chơi cái trò ngươi sống ta chết nữa. Quên xem hôm nay thời tiết tốt như vậy, phong cảnh đẹp như thế này, chi bằng ta viết một bài thơ tặng cho hai vị. Nói thật đấy, văn thơ của ta hay lắm. Phó Hồng Tuyết, huynh cho rằng khắp thiên hạ chỉ có huynh là người bận nhất sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng là ân nhân cứu mạng của huynh mà, để nể mặt chúng ta chứ. Chi bằng ta đọc thơ cho cô nghe nhé. Ra sống vào chết một khoảnh khắc. Xa xa rộng lớn bay khắp nơi. Bụng đói kêu lục tục. Mới chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Bài thơ hay như vậy cũng không giữ được hai người. Thúy Nồng, sao vậy? Ta không sao. Hôm qua bên phía ông chủ đã truyền mật thư đến, nói hôn sự của Mộ Dung công tử và đại tiểu thư được định vào 10 ngày sau. Hôm đó có lẽ ông chủ cũng sẽ tham gia đại hôn. Bây giờ người của các môn phái đã lũ lượt kéo đến bên thành, nhưng mà tên thích khách lần trước vẫn chưa bị bắt. Lúc này đây, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, không thể tránh được là có nhiều người có ý đồ sâu xa. Cô hãy canh chừng kỹ một chút, cô yên tâm đi Thúy Nồng. Ta tuyệt đối sẽ không để cho những tỷ muội đó chết phí công vô ích đâu. Những tỷ muội đó đã ở bên cạnh chúng ta bao nhiêu năm, chúng ta không thể danh chính ngôn thuận an táng cho họ. Nhưng có lẽ đây chính là số mệnh của chúng ta, đến một cách im lặng rồi lại đi cũng lặng lẽ như vậy. Sự thật không để lại một chút dấu tích nào. Khách dưới lầu đến rồi, ta xuống trước đây. Ta đi cùng cô. Không cần đâu. Lẽ nào cô quên rồi? Cô đã không còn là mật thám của Vạn Mã Đường nữa mà. Đúng vậy, ta đã không còn là mật thám của Vạn Mã Đường nữa rồi. 5 năm ở nơi này, mỗi ngày ta đều mong chờ ngày này. Nhưng cái khi ngày này lại thật sự đến, ta lại chẳng có một chút cảm giác vui vẻ nào cả. Từ ngày đầu tiên ngươi đến Vô Danh Cư làm mật thám, thì nên hiểu rằng cuộc đời này của ngươi đã định trước không có tư cách yêu bất kỳ ai. Đã định trước sẽ cô đơn suốt đời. Đây chính là kết cục của ngươi.
Đừng nằm mơ nữa. Phó Hồng Tuyết đã chết rồi. Tại sao cô lại đối xử với ta như vậy? Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết, huynh vẫn còn sống. Đúng, ta vẫn còn sống. Làm cô thất vọng rồi. Cô có thể đến giết ta. Ta không quan tâm. Nhưng tại sao cô? Tại sao lại lừa ta? Quỳnh hãy nghe ta giải thích. Cô không cần giải thích. Ta không muốn nhìn thấy cô nữa. Phó Hồng Tuyết. Quynh đã biết thân phận của ta rồi. Tại sao không giết ta? Có giết cô hay không? Nhưng nếu Quynh để ta sống, ta sẽ giết Quynh. Nếu cô thật sự muốn ta chết như vậy, thì nhát đau đâm vào ngực ta ngày hôm đó. Tại sao cô cố ý lại đâm lệch hai phân? Ta lỡ tay. Lỡ tay.